sử dụng bằng đường mật, nhưng mà lúc nào cô cũng chụm sâu như thế này. Có nhiều người đi ngang qua đường nhìn nồi đường của cô là thấy họ vẫn đứng lại, họ nhìn tuy rằng không ăn nhưng vẫn đứng lại nhìn. Có nhiều người thì thấy người ta gọi là hấp dẫn, thì cô không biết nữa. Nói sao thì cô nói vậy, nhưng mà tụi con có thấy hấp dẫn không? Nếu mà có một cái nồi đồ hủ thật là ngon thì rất là cẩn thận mà cực lắm. Cô thì cô yêu cái nghề này lắm, đã nó ở với cô là được 29 năm rồi đó. Ngày qua ngày cứ đi ra đường vậy là buôn bán vậy, mấy đứa nhỏ là cô cảm thấy rất là vui. Tên là cô Hiệp, năm nay cô 54 tuổi. Cô bán cánh đồ hủ hẻm 284 Lê Văn Sĩ tại số nhà 15, phường 14, quận 3. Năm nay là được 29 năm rồi. Cô bán từ 6 rưỡi sáng đến 6 rưỡi chiều. Đó là bột năng, cô phải tự nhồi, nhồi xong rồi cán ra cắt nó mới thành cái hộp như thế này, cô bỏ vô đường cho nó ngấm. Khi bước chân qua Sài Gòn thì cô bán chén đồ hủ 1.000, xong bao nhiêu năm thì nó lại lên 2.000, 2.000 rồi nó lại lên 5.000, 5.000 thì nó đứng khoảng 19 năm. Tại cô không lên giá là nguyên nhân là bà con hộ ủng hộ cho cô rất là nhiều, nên cô cảm thương những người, cảm thấy thương những người đó giống như người thân thiết của cô. Cô cứ bán mãi mãi cái giá đó thôi, thì sau này đồ nó lên quá thì cô lại lên 1.000, lên 1.000 là 6.000, cái bắt đầu dịch cái đồ nó mắc cái hơn 1.000 nữa, cái coi như hơn 1.000 cô lên giá là không xong rồi. Cô ao ước gì cô có sức khỏe, cô sẽ bắt mãi mãi với cái đồ gánh này.